Xin chào các bạn, hôm nay mình Mai Quy xin giới thiệu một cái vật tư trồng lan mà không thể nào thiếu cho người chơi lan và rất là quen thuộc từ xưa đến giờ, đó là cái móc kẽm trồng lan. Đây là những sản phẩm móc kẽm bên công ty mình cung cấp ra thị trường hơn 10 năm nay. Mình xin giới thiệu ha. Thì đây là cái móc kẽm mà dạng kẽm rất là tốt. Các bạn thấy là hiện tại trong mùa mưa mà kẽm màu sắc vẫn sáng đẹp, nước si tốt, thì chúng ta mà mua được cái sản phẩm mà móc kẽm cái nước si mà tốt á, thì chúng ta sẽ có một cái lợi á bạn, là nó sẽ có thể dùng từ là 10 năm sau chúng ta vẫn xài được cái móc này. Nó chỉ là tối màu hoặc là nó hơi xét một số chỗ thôi, nhưng mà chúng ta vẫn xài được đó. Rồi xin lỗi nha, cái máy hơi chào. Còn về cấu trúc kẽm á, thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái móc kẽm này. Một chút nữa mình sẽ đo ha. Rồi lấy cái, xin lỗi các bạn, lấy cái thước này hư rồi. Để mình sẽ lấy cái thước, mình sẽ đo cho các bạn xem cái chiều dài của nó nha. Lấy cái thước cũ á, thứ này kéo nó hư rồi. Rồi xin lỗi các bạn nha. Bây giờ là cấu trúc kẽm thì cái này là dạng này là móc ba càng, là chúng ta thấy là ba càng. Nó sẽ được cấu trúc ở trên đây là cái móc ở trên bẻ cong rất là thẩm mỹ, và nó có một cái nhựa để bảo và để ốp dưới đây để nó kiền lại đây. Đúng ra là chúng ta nhiều khi chúng ta phải xài dây như hồi xưa. Mình nhớ là thời mà không có cái này á thì phải mua kẽm về rồi uống thẳng xong rồi là chỗ này phải lấy dây chì cột lại. Cái này chúng ta tự bẻ, nó không có thẳng đâu. Còn cái này là máy nó đánh làm cho nó thẳng băng như vậy các bạn, nó đẹp ha. Thì Mai Quy xin đo đây là loại móc máy nha các bạn, để các bạn xem nha. Đây, thường là mình đo cái chiều dài của cái móc từ cái chỗ mà nhựa này nè xuống dưới, chứ mình không có đo cái càng nha bạn ha. Thì cái móc này là móc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thấy tới đây là 8 nè. Đó. Thì nguyên cái móc này là gọi là móc 8. Móc 8 này thì nó cứng, sắc dày, và trên cái càng này nó cứng các bạn. Đó, móc 8. Nhưng mà nếu chúng ta đo luôn tới cái đây thì nó là móc 9 hơn. Tính ra là móc 9 hơn đây nè các bạn. Đây, móc 9 hơn nè. Đó. Nhưng mà không tính vậy. Cái này gọi là móc 8 ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đo cái móc này là móc bao nhiêu nha. Cái móc mà móc thông dụng nhất là kẽm nhỏ này nè. Đây là móc 7 nha các bạn. Móc 7, ngoài ra thì nó còn có móc 6. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có móc 6 luôn nha các bạn ha. Đây nè bạn. Đây cái móc này là móc 6 nè. Gọi là móc 60 nè các bạn ha. Hồi nãy là 70. Tuy ghi 70 nhưng mà nó chỉ gần bằng 70 thôi, chứ nó không được 70. Rồi, thì cái móc 6 này, móc 7 này thì cấu trúc chung hết, vẫn là đầu nhựa màu xanh, sắc giống nhau, đầu càng giống nhau. Nhưng có khác nhau chiều dài thôi. Đó. Thì cái đây là móc 6. Như là móc 7. Và đây là móc 8 thì chúng ta dùng chậu to, rất là chất lượng các bạn. Các bạn thấy là nó dài hơn, thấy không, rất là đẹp nè. Móc 8 là thẩm mỹ rất là cao, chúng ta dùng chậu mắc tiền, lan mắc tiền hay gì đó, nó cứng, nó kiềng cây rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có là móc 1 mét. Đây là móc 1 mét nè các bạn. Đây là móc 1 mét nè. Móc 1 mét là nó cứng kinh khủng các bạn. Cái kẽm này là dày, rất là dày. Mình cũng không gành mấy ly, nhưng mà như là 3 ly hay sao đó. Đó, nhưng mà nó sẽ rất là chắc chắn, và cái đầu màu của nó là màu xanh này, hai màu xanh này, và chiều dài của nó là 1 mét, chưa tính cái càng nha các bạn. Đây là cái móc này mình để gần 1 năm rồi đó các bạn. Cái này mới nhập về nè, mà các bạn thấy là nó chỉ ra ten ở ngoài thôi, chứ ngoài nó không có, duy nhất là có một cây này là bị xét thôi, chứ ngoài ra là rất là tốt. Móc này là chúng ta mà móc vô những cái chậu mà to như vậy nè. Đây, những chậu to như vậy là
cứng luôn. Những cái chậu này phải dùng khoảng 1 mét, móc 80 vẫn không đạt tiêu chuẩn, 60-70 thì hơi quá yếu. Thì có một mẹo cho các bạn ở xa mà chúng ta không mua được những cái móc bự á, móc to như vậy á, thì chúng ta cứ mua móc 6-7 xong chúng ta chập hai lại, thì cái chiều dài nó không bằng nhưng mà nó vẫn cứng, nó cũng cứng không thua gì. Thì có đó cũng là một cách để chúng ta có thể ở xa chúng ta có thể chế biến để chúng ta vẫn có sử dụng được những cái chậu to như vậy các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thì những sản phẩm này thì công ty Mary đã bán lâu rồi, nhưng hôm nay sẵn dịp mình giới thiệu thì nó là hiện tại đang bán rộng rãi tại trang web siêu thị hoalan.com và kho nông nghiệp.com và qua hình thức gọi điện thoại đặt hàng. Thì công ty có bán lẻ từng cây, bán bó như vậy, một bó về 50 thì hai bó là 100. Thì chúng ta mua bó thì nó sẽ rẻ tiền hơn các bạn ha, mua lẻ thì sẽ đắt tiền hơn. Mình nhớ là ở ngoài có thể từ 3 năm gì trước họ đã bán 5.000 đồng một cây móc, mà lúc đó mình chỉ bán 2.000, tới bây giờ như là 2.000-2.500 gì đó. Là các bạn coi video này nha, là mình không nhớ nhưng mà nó nằm trong cái giá đó thôi, vẫn còn rẻ so với thị trường, so với 5 năm gì trước, và nó rất là rẻ so với chúng ta chia lan chỉ có vài ngàn đồng chúng ta có một cái móc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào các bạn nhé.